Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tâm Tình Nguyễn Thiên Lộc nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một cái quán bánh mì Phúc. Bánh mì Phúc rất là nổi tiếng mọi người ạ. Cái quán này có phải mấy chục năm nay rồi ấy. Bánh mì Phúc này ở địa chỉ số 9 Ít Kiêu ấy. Có cả số điện thoại. Pate dăm bông, cái này là cho vào trong chảo đấy mọi người. Đây mọi người nhìn này, trong chảo này có trứng, hai quả trứng này, pate này, dăm bông này, thứ hai là bánh mì sốt vang là 30.000, ba là thịt bò, trứng, pate, hành, khoai tây, cà chua. Thực ra là người ta chụp ảnh không được đẹp cho lắm nhưng mà làm ở đây ăn rất là ngon nhé. Bánh mì này là 85.000 một chảo nhé. Bò bít tết mọi người ạ. Khoai tây rồi cà chua, hành, trứng rất là ngon. Thứ ba là bánh mì kẹp. Bánh mì Việt Nam bánh mì kẹp là gồm có pate, dăm bông, xúc xích, chả ruốc là 20.000. Đấy. Là 20.000. Cửa hàng này là nhiều năm. Đây là chân dung chủ nhà này. Chân dung anh chủ quán. Đây là họ bán bánh mì để mang đi. Bánh mì mang đi. Đứng lưu ra cho mọi người xem. Đây. Cửa hàng này cũng có 3 tầng mọi người. 3 tầng ấy. Có những lúc buổi trưa đến ấy là kín mít cả 3 tầng luôn, không có chỗ ngồi ấy. Bây giờ là mình về tầm này là 5 rưỡi chiều rồi. Mình thử ra là vắng. Sao cô mua pate mang về này, 50 này. Đúng ạ. À. Con ơi. Đợi cháu một lát cho bác ơi. Đấy. Cái vé rất là tươi. Cái này rất là tươi. Đây là một em bé đang mua pate để mang về. Ở đây bánh mì pate này nổi tiếng mọi người. Rất là lâu rồi. Lâu năm rồi. Đâu nhỉ? Anh Phúc đâu nhỉ? Anh chủ quán đâu, em đang giới thiệu kênh cho giới thiệu quán cho anh đây này, anh đứng kín thế. Anh đứng kín nhá. Xấu hổ đứng kín nhá. Cái gì rồi con? Đấy, mua rất là nhiều. Lấy cho cô đi nhá, cô đưa tiền rồi nhá. Cô lấy gì đấy? 50.000 pate đấy, cô đưa tiền rồi đấy. Ok, cháu cầm tiền đây rồi. Cho mọi người ra đằng trước. Đằng trước, đây là quán mình chia sẻ với người, đây là quán nhé, quán này bánh mì phúc ở số 9 Ít Kiêu mọi người, ngay cái chỗ ngã tư này. Đây là trong quán, đây là không phải giờ ăn đâu nhưng mà vẫn rất là đông. Quán này là ví dụ như là ra buổi trưa hoặc buổi sáng thì kín mít luôn. Đặc biệt là món bánh mì bít tết chảo ấy mọi người nhé, vô cùng là ngon. Giá cả thì ok, trên phố cổ giá là 85.000, 85.000 một suất đấy. Còn con trai mình hay ăn bánh mì à. Ok, cô cảm ơn nha. Bánh mì chảo, trứng chảo ấy, có dăm bông hay là trứng. Cái xe hàng. Cái xe hàng của mua pate mọi người. Mình cũng đến mua pate cũng chồng mình ở đây rồi. Mình rất là thích pate ở cái quán này. Các góc nhà thì có camera hết. An ninh. Buổi chiều hôm nay thì vừa mới sau cơn mưa rất là mát mẻ. Mát mẻ. Nơi giao dịch quảng cáo bên kia có mùi khô rồi.
bánh mì kẹp ấy, đầy đủ luôn, tất cả mọi thứ là chỉ có 20.000 thôi. Thì chỉ là bánh mì Phúc nhỉ. Và bánh mì Phúc số 9 Ít Kiêu mọi người ạ. Bên cạnh đấy sau khi ăn bánh mì xong sẽ có quán chè này. Các loại chè. Lên phố cổ thì rất nhiều thứ để ăn, sợ không có tiền nữa. Đây rất là nổi tiếng về pate đấy, mọi người đông ấy, mọi người đến mua rất là đông. Có một em bé tóc xanh, đeo khẩu trang rất là cẩn thận. Và mình thấy là từ trước đến giờ tất cả những người đến đây làm việc cho anh Phúc này đều gọi anh là bố, bố của rất nhiều đứa con. Em gái tóc xanh rất là xinh. Sức khỏe nha. Kết thúc. Cảm ơn cả mọi người.